Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo? Với góc nhìn của Phật giáo phát triển, chúng ta thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa phải đi qua tất cả sự sai lầm của các ngoại đạo, trong đó có pháp tu khổ hạnh. Thời Ngài còn tại thế, tại Ấn Độ có đến 96 giáo phái, họ tu tập và họ nghĩ rằng họ đã thành tựu. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Tất cả giáo phái đó đều quan niệm rằng thân thể là gốc của các tội lỗi, đau khổ. Tu là phải hành thân, hoại thể thì mới đạt đạo giải thoát. Cho nên họ tìm cách hủy hoại, đánh đập, hành hạ, làm bầm dập thân thể, bắt đứng, bắt trồng cây chuối, rồi nằm trên gai, ăn phân, ăn đất, phơi xương, phơi nắng. Họ nghĩ rằng làm cho thân này càng khổ thì nó càng chóng sạch tội và càng sớm đắc đạo. Đó là một quan điểm rất sai lầm. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi qua sự tu tập khổ hạnh như vậy thì làm sao sau này Ngài có thể chiết phục được ngoại đạo? Có thể các chúng ngoại đạo sẽ nói: người còn chưa khổ hạnh bằng ta, người còn chưa biết thực tập các pháp khó như ta thì làm sao ngươi biết? Cho nên Thái tử đã tự thân trải qua tất cả pháp môn tu của ngoại đạo để khi thành đạo Ngài có bằng chứng, có sự thật rằng Ngài đã thực hành những pháp môn tu khổ hạnh của họ. Ngài thấy các pháp môn này không đem lại lợi ích, là hạ liệt, không đem đến sự giác ngộ giải thoát thì họ mới tin theo lời dạy của Ngài. Do khổ hạnh cực đoan khiến sức lực không còn, Thái tử đã ngã quỵ. Khi ấy, Ngài được cô thôn nữ Sujata cúng dường bát cháo sữa, các mạch máu cơ thể Ngài sau bao nhiêu ngày bị khô cạn, gặp thức ăn bỗng hồi sinh. Ngài thức tỉnh, tim đập trở lại, khỏe mạnh, tỉnh táo hơn. Ngay giây phút ấy, Ngài nhận ra con đường tu đúng đắn là con đường trung đạo. Rồi Ngài ăn uống trở lại, đi khất thực, Ngài ăn một bữa. Sau khi cơ thể hồi phục trở lại, Thái tử đã xuống tắm ở dòng sông Ni Liên Thiền. Ngài thả bình bát xuống sông và phát nguyện sẽ đến chỗ cội Bồ Đề để ngồi thiền định. Nếu dưới cội cây kia mà ta đắc thành quả vị chính đẳng giác, thì xin bát vàng này trôi ngược dòng sông, bằng không thể đắc quả Phật thì bát vàng này sẽ trôi xuôi. Sau đó, Ngài chậm rãi thả chiếc bát xuống dòng sông. Chiếc bát từ từ trôi ngược dòng, được một lúc thì chìm hẳn. Biết lời nguyện của mình sẽ thành tựu, Ngài từ bờ sông Ni Liên Thiền trở về cội cây Bồ Đề, dũng mãnh phát lời thề nguyện. Dù máu huyết khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da, ta quyết không rời khỏi chỗ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật. Sau đó, Ngài ngồi thiền nhập định trong tư thế kiết già. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, đầy đủ túc duyên, đến đêm thứ 49, Ngài chứng được tam minh, lục thần thông và chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ngài đã đạt được mục đích của mình, Ngài biết rõ Ngài đã giải thoát thật sự, không còn một cái gì có thể trói buộc làm khổ Ngài được nữa. Ngài nói: sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đó chính là mục đích Ngài đặt ra, là trí thiện, là tối thượng niết bàn. Chính Ngài chứng nghiệm đạt được điều này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đức Phật thực sự minh triết, Ngài nhận ra được và chỉ lại cho mọi người con đường trung đạo đệ nhất để đưa chúng sinh đi đến giác ngộ. Ngài dạy cho chúng ta phải xa rời hai cực đoan. Thứ nhất là đắm say hưởng thụ lạc thú, những dục lạc thấp hèn thì không đưa đến giác ngộ. Thứ hai là hành thân hoại thể, khổ hạnh một cách cực đoan cũng không thể dẫn chúng sinh đi đến giác ngộ. Đức Phật thực hành lối tu trung đạo, từ thân cho đến tâm, và con đường này mới dẫn đến sự giác ngộ. Cho nên, hiện nay, tất cả chư Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng có duyên lành đi theo Đức Thế Tôn, chính là đi theo con đường trung đạo. Bát chánh đạo chính là con đường trung đạo. Con đường đó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ diệt trừ khổ đau, đạt được giác ngộ, giải thoát an vui, hạnh phúc, viên mãn. Sự kiện Đức Phật thành đạo đã mở ra con đường thoát khổ cho tất cả chúng sinh. Vì vậy, chúng ta hãy hướng tâm tôn kính Ngài, vì nếu không có Đức Phật thì chúng ta không thể có đạo, không có Phật Pháp để tu hành. Cũng qua sự kiện này, chúng ta càng thêm kính trọng lòng từ bi bao la của Đức Thế Tôn để giáo hóa chúng sinh vào nẻo thiện mà Ngài luôn tinh tấn tu hành, không nhàm mỏi. Vì vậy, trên bước đường chúng ta đi, dẫu có gặp khó khăn trong tu tập hay trong cuộc sống, chúng ta hãy nhớ đến tấm gương tu hành của Ngài, nương tựa Ngài để từng bước vượt qua khó khăn, thành tựu thiện cầu của mình.